Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì trở lại sự việc của câu chuyện của Hồng Loan, thì ngày hôm nay chính thức là coi như là tụi thám tử cao Trang Vina với bà Thái Dương là chính thức coi như là đã quay xe và quay đầu, và chính thức coi như là bem luôn là những người mà yêu mến Hồng Loan trong lúc Hồng Loan không có ở nhà, đang đi lưu diễn nước ngoài nha cô chú anh chị. Thì chúng ta thấy rằng những con người này thì ngay từ đầu chúng tôi đã đoán được cái mưu đồ, cái sự suy tính của họ, cho nên là chúng tôi cũng không có gì ngạc nhiên, cũng chả có gì lạ. Vì những con người này họ đã có kế hoạch, họ đã có những cái ủ mưu trước đó rồi, cho nên á không có gì lạ hết cô chú anh chị, hoàn toàn là coi như là những con người này là hoàn toàn coi như là có những cái ý định trước đó rồi, cho nên á là tôi thấy cái chuyện đó là đương nhiên thôi cả nhà, đương nhiên thôi, không có gì mà mình ngạc nhiên á, có gì đâu mà ngạc nhiên đối với những con người này. Bởi vì tôi xác định ngay từ đầu thì những con người này coi như là chọn cái con đường mà coi như là tiếp cận không được sẽ quay qua coi như là trách móc, rồi quay qua coi như là nói này nói kia, dẫn dắt dư luận, dẫn dắt khán giả. Đầu tiên họ sẽ không bao giờ họ bem đâu, họ sẽ đưa ra những cái bằng chứng, những cái lập luận của họ đó cả nhà. Nó đưa ra những bằng chứng, những lập luận của họ để cho khán giả tự nhận ra rằng là phía bên Hồng Loan sai, phía bên Hồng Loan thế này thế kia, cho khán giả chửi trước. Rồi bắt đầu từ từ họ thấy bắt đầu có khán giả rồi, họ đưa những cái bất cập, họ đưa ra những cái mà coi như là mà bất lợi cho Hồng Loan. Thì cả nhà cũng thấy rồi, bất lợi cái đầu tiên là gì cả nhà? Cho rằng là Hồng Loan á thuê luật sư hay hoặc là không nhận luật sư của họ là quá dở, không nhận luật sư của họ, không nhận được cái sự coi như hỗ trợ của họ miễn phí là coi như là đã mất đi coi như là 50%, 70% là chiến thắng. Họ cho rằng là luật sư của họ rất là tài, rất là giỏi cả nhà. Nhưng mà thực sự ra tôi nói rằng là luật sư này là luật sư ăn ở không, luật sư thất nghiệp, không có cái đách gì làm, chứ tối ngày đi bu bám vô drama để kiếm cơm, kiếm cháo thôi. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chật tay chật khớp, xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Chứ nếu mà họ giỏi thật sự, họ không bao giờ họ leo lên mạng ha, và cũng không bao giờ là coi như là đi kiếm mấy cái drama để họ bu bám vào để làm gì đâu. Thật sự những người có tài năng, cho nên là luật sư này không có giá trị con mẹ chứ á. Người thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì cả nhà biết không? Cái lịch sử của thằng thám tử cao với là cái con Trang Vina đó, là tụi này là những con người mà ủng hộ thầy ông nội, thì cả nhà biết rồi. Loại người gì, loại người như thế nào mới ủng hộ thầy ông nội? Chứ nếu mà người đàng hoàng không ai ủng hộ thầy ông nội hết. Đó tôi dám chắc với cả nhà luôn, không bao giờ họ ủng hộ thầy ông nội. Thấy không? Cho nên đó là khi mình nói đến sự việc như thế này thì rất là nhiều người ủng hộ dạch mặt cái bọn này. Ngay từ đầu tụi tôi đã dạch mặt rồi, thì nhiều người lúc đó là còn lầm tưởng rằng là tụi tôi vào trong câu chuyện Hồng Loan này là mục đích coi như là để coi như là đánh phá, để coi như mà dẫn dắt dư luận, dẫn dắt khán giả để hiểu sai vấn đề. Nhưng mà sau khi bây giờ đấy, thì một số anh chị nhắn tin nói tụi tôi đoán quá tài tình. Bởi vì cơ bản tôi nói cả nhà, tụi tôi không phải là những con người ha, những con người mà coi như là ăn không ngồi rồi đấy đó. Là cô chú anh chị thấy không, cơ bản tụi tôi nói cái gì là có cái đó, thấy không? Nói là có, bởi vì sao mình đụng chạm với cái tụi thám tử cao này rất là nhiều drama rồi, nên là thừa hiểu cái tính cách của tụi này nó như thế nào, nó dơ như thế nào. Thì cả nhà không biết rằng là hiện giờ đó là con của bà Sáu với bên phía ông Bảy đó, thì họ đang thu thập lại, họ đang suy tìm lại những cái bằng chứng mà ngài mà lên mộ gì đó, coi như là theo hướng dẫn của thằng thám tử cao á, để coi như là lấy những cái bằng chứng đó là tiếp tục đi thư Hồng Loan. Thì cả nhà biết rằng trên đời này á không có ai mà ủng hộ rồi đi quay qua vạch những cái điểm yếu kém, những cái điểm mà coi như là có hại cho cái người mình ủng hộ á, để coi như là cho đối thủ họ đi họ thua họ kiện.
chỉ có ông thám tử Cao làm được chuyện đó thôi, chứ không ai làm được cả nhà. Tôi nói thật, không ai làm được cái chuyện đó đâu, chỉ có thám tử Cao nó làm được chuyện đó thôi. Bởi vì con người của nó đó, con người của nó rất là nham hiểm. Tôi nói nó đi nói lại hoài, thằng thám tử Cao này nó rất là nham hiểm cả nhà, hiểu không? Nó cực kỳ nham hiểm luôn, nó không phải là hiền từ gì đâu. Thằng này mưu hèn kế bẩn, nó là mưu hèn kế bẩn là dữ dằn lắm. Cho nên á, không có gì lạ mà khi mà nó chỉ điểm rồi nó đặt ra những câu hỏi lập luận rồi để cho ngồi nhiều khán giả vô chửi Hồng Loan. Rồi bây giờ chính thức tụi nó đã quay xe rồi. Cái con Trang Vina thì nó chửi như cả nhà ông Năm. Không ai mà đi ủng hộ rồi xong đi quay chửi ra cả nhà người ta cả nhà. Bây giờ tôi nói thiệt á, thằng thám tử Cao á, thì nó nói rằng á là kêu nó đến, kêu nó vô Rama này cho đã, rồi bây giờ cho nó đi ra đi lặng lẽ âm thầm đâu có được. Nó phải làm sùm lên, nó phải nói cho nó cái đâu ra đó nó mới ra đi, chứ còn khơi khơi là nó sẽ không đi. Bởi vì nó nói rằng á là mọi người kêu nó tới trong câu chuyện Rama của Hồng Loan này, chứ không phải là tự nhiên mà nó tới. Tôi nói thiệt với cả nhà, nó nói cái câu này nó không sợ thục lưỡi. Cả nhà hiểu không? Nó nói câu này được, nó không sợ thục lưỡi. Bởi cơ bản tôi nói cả nhà là ở đâu có lúa thì bồ câu nó tự tới, ở đâu có drama, ở đâu có trend, ở đâu có nhiều người xem thì youtuber, tiktoker tự động tới thôi, không ai kêu, không ai mượn. Bởi cơ bản là Hồng Loan đâu có biết thám tử Cao là thằng nào, không? Đâu có biết con Giang Vina là con nào, đâu có biết con mụ Thái Dương là con nào đâu mà kêu. Giống như ông Lê Tính cũng vậy, Hồng Loan đâu có biết đâu, đúng không? Chỉ cha nó biết thôi, chứ làm sao nó biết được. Nhưng mà bây giờ họ, một số người thì ông Lê Tính thì coi như là rút khỏi drama, thất vọng này kia nọ. Còn chỗ ai? Chỗ bà Thái Dương thì nói đi là dẫn dắt khán giả, lừa dối khán giả, không nói sự thật, không chửi Ni là đầu đường xó chợ. Con Trang Vina cũng vậy, nó chửi Hồng Ni là đầu đường xó chợ đó, y như cái câu mà bà Mỹ Xuân chửi luôn cả nhà. Nó đang chứa chấp ai, chứa những con đầu đường xó chợ. Trời ơi trời, ta có đầu đường xó chợ hay không đầu đường xó chợ thì mấy ông mấy bà cũng đâu có ăn hết của mấy ông mấy bà đâu, đúng không? Đó, người ta giàu, người ta nghèo, chuyện của người ta. Đầu đường xó chợ mình tới đây, người ta đi nước ngoài giống như đi cơm bữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy rồi, mình thấy là những con người này là đã rõ ràng quá rồi, âm mưu ủ mưu. Bây giờ không được thì bắt đầu chính thức luôn đó, đi ủng hộ con Năm mà đi chỉ cái sai của con Năm cho người khác, bây giờ làm đơn đi thưa nữa. Ai chứ mẹ con bà Sáu thì ăn no chỉ đi thưa thôi, thấy không? Còn thưa thắng hay không là một chuyện, thưa tới đâu nữa là một chuyện nữa, chứ họ đâu có quan tâm là sẽ là thắng hay gì như nào đâu cả nhà. Mà chỉ quan tâm là có những cái điểm yếu, nhờ thám tử Cao chỉ dẫn cho. Tôi nói với cả nhà nè, trong thời gian sắp tới nha, trong thời gian sắp tới nè, nó sẽ xảy ra thêm một cái câu chuyện, đó là thằng luật sư của nó đó, luật sư của nó là làng sàng, nó sẽ đứng hẳn về phía con ve luôn, để coi như là bảo vệ cho con ve luôn. Cả nhà tin không? Cả nhà tin điều đó không? Đứng ra bảo vệ cho con ve luôn đó. Tại cơ bản á, mấy cái trò này nó xảy ra thì ngam cả nhà nhớ không? Có những người luật sư, có những con người mà coi như là như thám tử Cao trong Vina nó đã tiếp cận thì ngam đó. Rồi sau khi nắm được cái điểm yếu của thì ngam là cái gì đó thì bắt đầu là sau này nó chở cờ, nó quay xe. Cả nhà thấy không? Thì tụi này nó sẽ y chang như một cái bổn cũ, nó sẽ sòn lại. Cả nhà tin tôi đi, bổn cũ nó sẽ sòn lại rằng là nắm được cái điểm yếu rồi, sau, bắt đầu là những con người này bắt đầu là tiếp tục tiếp tục coi như là quay xe đứng về phía ông ve để coi như là chống Hồng Loan. Cả nhà tin tôi đi, vì họ không đạt được cái mục đích của họ, họ sẽ bắt đầu lại làm y như cái bổng cũ soạn lại. Họ sẽ chọn cái đúng cái phương án là coi như là mày không tin tao thì tao sẽ làm cho mày phải tin, mày phải nể, mày phải phục, mày phải sợ, rằng là sẽ đứng về phía con ve để là bảo vệ con ve, rằng coi như là đam lại Hồng Loan vì nắm được những cái điểm yếu của Hồng Loan, những gì. Cái nhà tin tôi đi, cái điều đó sẽ xảy ra trong sớm thôi, không có chậm đâu. Vì mình đã xác định là những con người này rồi mà. Khi mà họ không đạt được những cái mục đích của họ thì chắc chắn là họ sẽ coi như là
bẻ qua những cái chuyện khác để cho là theo cái ý của họ. Mà tôi không biết làm sao á, cái con Trang Vina nó ngáo quyền lực làm sao cả nha. Nghĩ làm sao tới thời điểm này mà nó cho rằng á, là nó là người có giá trị và bị oan ức nhất trong cái câu chuyện của Hồng Loan này. Nó cho rằng nó là có giá trị này kia. Tôi nói thật với cả nhà, từ Thám Tử Cao Trang Vina tới bà Thái Dúi luôn, không có cái người nào á mà họ bước vào drama này làm không có vì tiền hết đó. Họ làm tất cả vì tiền hết cô chú anh chị. Bản thân tôi cũng như vậy thôi, với lại có tôi hay không có tôi đi chăng nữa thì câu chuyện Hồng Loan nó cũng sẽ là dựa trên câu chuyện pháp lý, luật sư của Hồng Loan, rồi người nhà Hồng Loan, rồi thế này thế nọ của Hồng Loan. Không, những người có quyền lợi, có lợi ích thì họ sẽ làm cái điều đó. Chứ còn bản thân tụi tôi là chỉ nói ra góc nhìn quan điểm, rồi nói ra những cái tâm tư, nói ra những cái mà mình suy nghĩ của mình, không? Chứ tụi tôi đâu có giúp được gì trong cái vấn đề pháp lý. Và cả Thám Tử Cao hay hoặc là Trang Vina hay là bà Thái Dương cũng vậy, cũng không một người nào giúp được cái gì đâu. Cho luật sư tiếp cận, mục đích của họ cuối cùng là chẳng qua là họ muốn có thông tin mới nhất, chính xác nhất, để coi như là họ làm câu chuyện này, rồi họ lấy khán giả, rồi từ từ trong câu chuyện này họ đi cái bài y chang như trong câu chuyện Thiền Am vậy đó. Tức là khi cho luật sư rồi tiếp cận rồi đó, thì bắt đầu là một cái bài của họ là gì cả nhà, hiểu không? Cái bài của họ là tiếp cận lấy thông tin, xong sau đó tuồn ra ngoài để cho những YouTuber lên bài là luật sư này đang ủng hộ, luật sư kia đang ủng hộ, và bắt đầu là mạnh thường quân người ta mới thấy như vậy. Anh ủng làm cho anh làm cho cái câu chuyện này, anh giúp cho câu chuyện này mà anh không có đồng nào thì thôi cũng tội quá, anh sẽ gửi tiền trà nước, mà nó phải một người gửi cả nhà, họ gợi ý luôn. Ví dụ như cho thằng Thám Tử Cao đi, ví dụ nha. Thám Tử Cao nó nói trời ơi, bữa giờ luật sư Kha cũng đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đó cả nhà. Em mới thấy vậy em mới chuyển cho luật sư Kha 2 triệu để coi như là đi tới lui đổ xăng, đi tới đi lui chẳng hạn như vậy. Thì cả nhà, những người mà yêu mến câu chuyện này, yêu quý Hồng Loan, thì chẳng lẽ bây giờ mình nghe vậy rồi Thám Tử Cao nó cho được, không lẽ thôi người góp một ít, người 500, người 200, 300, 400, 500, 1 triệu, mà đâu phải một người, nhiều người. Nhiều người thì cả nhà biết rồi là cái số lượng nó như thế nào. Thấy không? Đó, thì bắt đầu là họ có những cái đó đó. Thì cho nên đó là họ có những cái dẫn dắt khán giả, rồi những cái từ miễn phí là gút đó, lúc đó là câu chuyện của Hồng Loan miễn phí. Nhưng mà xã hội thì người ta đâu có cho, coi như là anh thiệt thòi quá, anh làm gì tội anh quá, anh cũng có một tí. À, mỗi người gửi ít thì nhiều người thì nó thành không còn số ít nữa mà nó thành số nhiều rồi cả nhà, đúng không? Nó thành số nhiều rồi. Cho nên á là tôi nói cả nhà nè, họ làm cái gì họ cũng có cái bài cái chiêu của họ chứ. Tôi nói thiệt, họ xin không được á, họ xin thẳng thì người ta nói. Mà bây giờ á xin thẳng thì người ta nói YouTuber lên là làm sao? Họ chỉ còn họ nói khéo vậy thôi, họ cho đó. Ngày nào họ cũng show lên hết, cả nhà cũng phải là ôi thấy gì thôi kệ đi. Gửi cho ổng 500 triệu gì đó để cho ổng tới lui trà nước, giấy tờ, giấy bút mực đồ không? Đó. Đương nhiên rồi, thương Hồng Loan, thương câu chuyện của ông Năm thì đương nhiên phải giúp người ít, đâu có đà bao đâu. Thấy không? Mà nhiều người, 1.000 người, 2.000 người. Tại vì cơ bản một cái clip lên mấy chục ngàn người xem mà, không la không được ngàn người cho. Ngàn người cho ngã nhà cứ tính đi, ngầm một người 1 triệu thôi. Ngàn người ra nhiêu nè? Đúng không nè? Đó nó uống trà nước gì? Uống cái bia mà gác tay luôn còn được, nó trà nước cái gì, đúng không? Thì cả nhà nghĩ đi, trên đời này không ai làm gì cho ai không gì, không ai làm gì miễn phí cho ai gì. Hầu như tất cả đều có cái giá trị và có quyền lợi đặt ra hết. Chứ không có cái chuyện miễn phí đâu. Trên đời này bát chiếc bánh ngon chỉ nằm trong cái bẫy chuột thôi cả nhà, đúng không? Đó, cho nên là tôi mới là chia sẻ góc nhìn quan điểm của tôi là như vậy. Thì tôi chỉ mong cả nhà đăng ký bấm theo dõi giúp tôi. Tôi cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Một lần nữa cũng xin cảm ơn nghe những cái tâm tư, những cái góc nhìn của tôi về những các đối tượng những đối tượng nguy hiểm trong thời gian tới họ sẽ làm gì tiếp theo. Họ sẽ sẵn sàng là coi như là họ đưa ra một hai người gì đó làm một hai cái nick giả vô tấn công
họ và thách thức họ này kia kia nọ, qua bên que này kia, rồi họ lấy cái diện cái cớ đó và họ cho bầu nó được, tao sẽ bay về phía ông que, tao bảo vệ ông que thử coi tụi mày sẽ sáng con mắt tụi mày ra cho tụi mày hồng loan à cái nọ nha. Đó họ sẽ cô, tôi nói cô chú anh chị chờ xem đi, họ sẽ tạo một vài cái nick giả vô công kích theo cái chiều hướng coi như là đẩy qua, đẩy đẩy qua bên kia, mày đi đi, mày đi đi, mày đừng ở đây nữa, không ai ưa mày, không ai mượn mày, mày ngon mày qua bển binh giật que này cái nọ kìa, đầu là họ sẽ qua bển họ binh giật. Quý vị xem, quý vị chờ xem đi, cái trend này nó còn dài lắm, nó drama này nó còn dài dằng dẵng, nói chừng nào quý vị hết xem thì lúc đó nó mới hết drama là ha quý vị. Thôi clip cũng đã dài rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo, nhớ bấm theo dõi chia sẻ với nha cả nhà nha, cho video có tương tác nhớ bình luận phía bên dưới với ạ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha, một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.